Rau câu có nguồn gốc từ rong biển, là món ăn thanh mát, giải nhiệt. Đây cũng là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Thạch rau câu lại rất dễ làm, có thể kết hợp với các loại trái cây hoặc đổ xếp lớp để tăng độ hấp dẫn và bắt mắt, nên bạn hoàn toàn có thể sáng tạo thoải mái theo ý thích. Hôm nay, hãy cùng Mộc Miên vào bếp làm món rau câu bưởi sáng tạo 3 tầng với 3 vị khác nhau mà không bị tách lớp nhé! Nguyên liệu gồm có 4 tép bưởi da xanh 300g, 8 lá trà xanh cộng 6 bông hoa trà, bột rau câu giòn 15 giờ cho 1 lít nước, có thể tăng hoặc giảm tùy theo khẩu vị, đường trắng 150g, nước cốt dừa 200ml. Cho 200g tép bưởi vào máy xay nhuyễn. Sau đó đổ ra dây lọc lấy nước. Tiếp theo cho 8 lá trà xanh vào xay nhuyễn cùng 200ml nước. Đổ ra dây để lấy phần nước màu xanh. Bắc nồi lên bếp, cho 600ml nước lạnh, 8g bột rau câu. Tiếp đến cho 100g đường vào nồi đun nhỏ lửa đến khi sôi khoảng 2 phút cho đường và bột rau câu tan hoàn toàn thì tắt bếp. Trong thời gian nấu luôn dùng muỗng đảo đầu tay nhé. Múc một phần nhỏ tráng đều mặt dưới phần khuôn. Khi lớp rau câu hơi xe mặt thì cho các tép bưởi đã tách nhỏ vào trải đều mặt khuôn, thêm các bông hoa trà sắp xếp sao cho đẹp mắt. Trong thời gian trang trí hay chờ đông, phần hỗn hợp rau câu chưa đổ vẫn để trên bếp và chỉnh mức nhiệt nhỏ nhất để giữ độ nóng nhé. Cho phần nước ép bưởi và nước rau câu đảo đều cho đến khi sôi nhẹ trở lại thì tắt bếp. Đổ 1/2 hỗn hợp vào khuôn, dùng muỗng cố định bớt các tép bưởi và hoa trà. Khi lớp trên đã xe mặt cố định được tép bưởi thì đổ hết phần rau câu còn lại vào khuôn. Tiếp tục cho 200ml nước cốt dừa, 3g bột rau câu, 250g đường và nồi khuấy đều đun nhỏ lửa đến khi sôi thì tắt bếp. Để các lớp rau câu không bị tách lớp, ta có thể dùng cây xiên que hoặc cây tăm cà nhẹ từng đường hoặc xâm lỗ trên mặt lớp rau câu vừa đổ và cũng không nên để lớp rau câu vừa đổ quá nguội mới đổ lớp kế tiếp. Đổ đều phần nước cốt dừa lên mặt khuôn vừa xe cứng. Tiếp tục cho 200ml nước trà xanh, 3g bột rau câu, 250g đường và đun sôi. Đổ đều lên mặt lớp cốt dừa đã khô cứng. Chờ nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng là có thể dùng được. Dùng mũi dao đẩy nhẹ phần tiếp giáp mặt khuôn rồi úp ngược khuôn lại cho ra đĩa. Phần này bạn thực hiện thật nhẹ tay nhé. Phần rau câu sau khi hoàn thành rất bắt mắt, phía trên có phần nhụy hoa trà làm điểm nhấn. Xung quanh là các tép bưởi màu hồng trông như những cánh hoa anh đào khoe sắc. Phía dưới là lớp nước cốt dừa trắng và lớp trà xanh được trang trí hài hòa trông như một bông hoa đang nở. Khi ăn có vị ngọt vừa và chua nhẹ của tép bưởi, vị béo của cốt dừa và thanh thanh của trà xanh, uống cùng một tách trà bưởi Bạc Hà thì quá tuyệt vời. Chúc các bạn thành công với món rau câu bưởi thanh mát nhé. Bạn đang xem video hướng dẫn món ăn ngon dễ làm tại nhà của kênh YouTube Mộc Miên. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.